Ngày 6 tháng 10, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam, sinh năm 1988 ở Thái Nguyên, nhập viện trong tình trạng kích thích bồn chồn, vật vã, sợ nước. Trước đó, nam bệnh nhân làm nghề thợ xây, được chuyển từ Bệnh viện C Thái Nguyên với chẩn đoán theo dõi dại. Trước khi nhập viện khoảng 1 tháng, bệnh nhân bị mèo cắn vào tai và sau 1 tuần thì con mèo chết. Bệnh nhân không đi tiêm phòng dại. Hiện bệnh nhân vẫn hôn mê và phải thở máy. Theo các bác sĩ, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Virus gây dại còn có thể lây qua các vết thương hở hoặc bị chó mèo cào, cắn, liếm. Đến nay, bệnh dại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Một khi lên cơn dại thì tỷ lệ tử vong 100%.